Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Way Anime. Anime Monster là một bộ phim kinh dị, tâm lý dựa trên bộ manga cùng tên. Đây cũng là tác phẩm được Way to Way đã nhiều lần nhắc tới trong những danh sách anime hay nhất mọi thời đại. Monster nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của giới phê bình và sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả kể từ khi ra mắt. Thay vì những review lặp đi lặp lại về nhân vật phản diện Johan đã quá nổi tiếng hay phân tích cốt truyện mà gần như các cậu đã nghe quá nhiều. Ở video hôm nay, chúng tôi sẽ quyết định làm khác đi một chút, đó chính là trích dẫn những câu nói hay nhất xuất hiện trong anime này. Không chần chừ nữa, cùng bắt đầu thôi nào, let's go! Cậu ấy không nuôi dưỡng sự phân biệt chủng tộc và định kiến rẻ tiền mà tất cả các người làm. Johan coi thường tất cả loài người. Đây là câu nói lên nhiều điều về tính cách của Johan, nhân vật phản diện chính của Monster. Bằng cách nào đó, ngay cả khi là một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh, Johan vẫn vượt lên dẫn trước những tên bạo chúa tôn thờ Hitler, những kẻ nhắm mục tiêu vào nạn nhân của chúng dựa trên quốc tịch hoặc chủng tộc. Bác sĩ Tenma đã táo bạo nhắc nhở tên bạo chúa Deadly Baby bằng cách nhắc nhở hắn rằng Johan, người mà Baby rất ngưỡng mộ, sẽ không bận tâm đến việc phân biệt chủng tộc một cách thiếu suy nghĩ. Johan có tiêu chuẩn của riêng mình và hơn tất cả, Johan là một quái vật không hề yêu quý bất cứ ai. Hắn coi thường tất cả loài người. Tôi chỉ có thể trở lại là một bác sĩ thực thụ bằng cách cứu sống cậu. Tôi nhận ra rằng cuộc sống của con người có giá trị ngang nhau khi cứu cậu. Không ai có quyền lấy đi mạng sống của người khác. Tôi đã sống như một bác sĩ với điều đó. Có lẽ trong Monster, bác sĩ Tenma chính là nhân vật duy nhất đã từng hai lần mong muốn Johan được sống. Một vị bác sĩ với suy nghĩ mạng người là bình đẳng đã hy sinh cả tương lai, sự nghiệp của mình để cứu một con quái vật mà người bác sĩ ấy lầm tưởng là một cậu bé bình thường. Trên giường bệnh, Tenma đã nói với Johan đang hôn mê rằng em phải cố gắng sống bởi vì tôi đã hy sinh hết tất cả để cứu em, mất đi tất cả để cho em được sống. Bác sĩ Tenma mong muốn Johan được sống bởi lý tưởng mạng người là bình đẳng. Nhưng nếu biết được Johan là quái vật thì sao? Quái vật liệu có bình đẳng như con người hay không? Nina nhận ra Johan là quái vật và đã muốn Johan phải chết. Bác sĩ Tenma nhận ra cậu bé mình cứu là quái vật nên đã truy lùng nó. Liệu khi lựa chọn lại một lần nữa, bác sĩ Tenma có kỳ vọng con quái vật được sống hay là muốn nó chết? Johan không mong muốn lối suy nghĩ mang tính hy vọng. Cậu đã cố tránh thoát khỏi nó một lần khi xem mình là Nina, đứa con mà mẹ không kỳ vọng được sống. Và một lần nữa, Johan lại cố tránh thoát khỏi nó bằng cách ép buộc bác sĩ Tenma phải giết mình. Thế nhưng, trên tất cả, bác sĩ Tenma là một bác sĩ và việc của bác sĩ là cứu người. Ở những tập cuối, thay vì giết Johan, bác sĩ Tenma đã nghe theo lời khuyên của Nina để tha thứ cho Johan và tiến hành phẫu thuật cứu cậu. Đúng vậy, câu nói mạng người là bình đẳng chính là lý tưởng xuyên suốt cả tác phẩm, mang tính đại diện cho bác sĩ Tenma trong Monster. Một khi bạn ở trong tối, bạn chỉ cần chìm sâu hơn vào nó. Hãy giữ cho ánh sáng của bạn luôn tỏa sáng. Lại là một câu nói từng viral của bác sĩ Tenma. Bác sĩ Tenma để lại dấu ấn của mình trong một tâm hồn rắc rối khác sau khi đưa ra những lời động viên cho bác sĩ trẻ người Việt Nam ở Munich. Hai thần đồng y học vừa thảo luận về bản chất đáng lo ngại của vụ tấn công người đóng giả Margot Langer. Vì Helenka Novakova dường như bị giết chỉ vì đổ máu, giống như tất cả các nạn nhân của Johan. Cô bé Rưng chắc chắn đã phải chịu đựng những khó khăn to lớn khi điều hành phòng khám ngầm của người cha quá cố của mình, đủ để làm nản lòng bất cứ ai. Tuy nhiên, Tenma đảm bảo rằng cô gái ấy có tất cả những tố chất của một bác sĩ xuất sắc. Nếu cô ấy tập trung vào những lợi ích của việc hoàn thành nghiên cứu, nhiệm vụ dường như sẽ không còn mất khả thi nữa và cô ấy có thể tạo ra sự khác biệt, thậm chí còn đáng kể hơn trong cuộc sống của các bệnh nhân. Bí quyết lớn để phá vỡ quy tắc là làm như thể bạn đang tuân theo chúng. Còn cách nào khác để chứng minh rằng có một xã hội đổ vỡ ngoài việc tự mình chạy qua các vết nứt? Một trong những phần hay nhất của nhân vật Johan là cậu ta không có những đặc điểm nhận dạng điển hình, kiểu đặc điểm mà trong các anime hay hoạt hình thiếu nhi có thể khiến khán giả dễ dàng nhận ra rằng đó là phản diện. Cậu ta trông điển trai, trông bình thường, không có một dấu hiệu nào cho thấy con quái vật đang sống bên trong Johan cả. Và chính việc tỏ ra tuân thủ quy luật của thế giới này đã giúp Johan tự do giết chóc và trở thành con quái vật thực thụ. Trên thực tế, những kẻ phản diện thực sự của cuộc sống là những kẻ đi bên cạnh mọi người trong đám đông. Không ai nghi ngờ một người trông bình thường cả. Đó là khi một nhân vật phản diện chấp nhận rằng họ có quyền tự do lớn nhất để phá vỡ các quy tắc mà họ muốn. Mọi người đều mang gánh nặng tội lỗi của mình. Chúng sẽ không bao giờ biến mất. Dù vậy, chúng ta vẫn tiếp tục với những gì chúng ta phải làm. Lần này, người được khuyên nhủ lại là bác sĩ Tenma, thay vì bác sĩ đi đạo lý với các nhân vật khác.
tình thế đảo ngược khi Chen Ma là người cần được động viên khi những suy nghĩ tự dằn vặt của anh ấy bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát sau khi bác sĩ vướng vào rắc rối được cho là đã giết Roberto. Tương tự như vậy, Wolfgang Grimmer chắc chắn đang bị quá tải sau khi sống sót sau sự cố Kinderham 511 và mất đi vợ của con trai. Tuy nhiên, Grimmer không chịu để quá khứ đè nặng mình. Bác sĩ Chen Ma lúc này băn khoăn vì tay anh ấy không còn run nữa và điều này khiến anh phải suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Bây giờ, anh ta là một kẻ giết người. Điều đó khiến Chen Ma đáng trách như những người còn lại hay không? Chính trong lúc đang bối rối, Grimmer đã đưa ra lời khuyên để Chen Ma bước tiếp trên hành trình theo đuổi Johan. Bác sĩ Chen Ma, đối với ông, tất cả cuộc sống đều được tạo ra bình đẳng. Đó là lý do tại sao tôi sống. Nhưng cuối cùng ông đã nhận ra điều đó, phải không? Chỉ có một thứ là bình đẳng cho tất cả, và đó là cái chết. Bác sĩ Chen Ma đã làm đúng với trách nhiệm của mình, đó là cố gắng cứu mạng sống của bệnh nhân và không gây hại. Tuy nhiên, khi chính mạng sống mà anh ta cứu, tìm cách để gây ra những thiệt hại nặng nề. Câu hỏi đặt ra là liệu mạng sống đó có thực sự đáng sống hay không? Johan trong trường hợp này đang đẩy chính cuộc khủng hoảng đó vào Chen Ma. Johan muốn Chen Ma phải thừa nhận sự bình đẳng thực sự của loài người là gì? Vì con người của anh ấy đại diện cho tiềm năng của cuộc sống, cũng như trở thành tiềm năng kết thúc cuộc sống. Nếu Johan thực sự cần phải chết, thì sự bình đẳng không phải là tiềm năng đó, mà là sự tất yếu của cái chết. Bác sĩ Chen Ma mong muốn Johan được sống bởi lý tưởng mạng người là bình đẳng. Nhưng nếu biết được Johan là quái vật thì sao? Quái vật liệu có bình đẳng như con người hay không? Việc đưa cái chết ra là việc duy nhất bình đẳng giữa con người đã dấy lên một cuộc tranh cãi không hồi kết giữa cộng đồng fan của Monster. Đến cuối cùng, bình đẳng chỉ là một khái niệm vô cùng mong manh. Có người chờ là hạnh phúc, dù họ có đến hay không. Câu trích dẫn trên hẳn sẽ khiến các cậu nghĩ ngay đến một nhân vật rất đặc biệt trong Monster, Eva Hyneman. Eva là nhân vật trải qua một số bước phát triển cá nhân đáng kinh ngạc xuyên suốt Monster và là một nhân vật đặc biệt khó ưa cho đến khi Martin Dries bất ngờ đánh cắp trái tim cô. Ngạc nhiên thay, sau tất cả những gì mà Eva đã đánh mất trong cuộc đời, cái chết của Martin lại khiến cô đau đớn nhất thay vì vấn đề tiền bạc. Eva đã không chịu nổi mối ràng buộc kỳ lạ hình thành với vệ sĩ của mình và đồng ý bỏ trốn cùng anh ta. Nhưng khi anh ta không xuất hiện ở nhà ga trung tâm Frankfurt, Eva bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất. Một người gác cổng nhạy cảm chỉ đơn giản cho rằng người phụ nữ cô đơn đang đứng đợi bạn, hoàn toàn không biết về mức độ nghiêm trọng của tình huống. Tuy nhiên, những lời an ủi của anh ấy vẫn đúng. Về cơ bản, trấn an Eva rằng thà yêu và mất đi còn hơn là không bao giờ yêu. Và Martin được cho là người đàn ông đầu tiên cô ấy thực sự yêu và là nguồn cảm hứng đằng sau sự thức tỉnh của Eva. Câu trích dẫn này thậm chí vẫn đúng trong đời thường. Chúng ta chỉ cần có người chờ đợi có lẽ đã rất hạnh phúc rồi, đúng không nào? Những cảm xúc của tôi đã lạc mất đâu đó trong tôi. Chúng giống như một lá thư tôi gửi cho chính mình, phải mất nhiều thập kỷ mới đến nơi. Một người không cần phải là người sống sót sau vụ Kinderham 511 như Grimmer cuối cùng đã hiểu rằng chấn thương tâm lý và những trò chơi trí óc luôn song hành với nhau. Đó là khi bộ não kìm nén ký ức hoặc cảm xúc trong nỗ lực tuyệt vọng để đối phó với hoàn cảnh đau buồn. Đối với Grimmer, nhân cách bị chia rẽ hoặc những ký ức bị mất đi không phải là điều tồi tệ nhất. Sự không thỏa đáng với cảm xúc của ông ấy mới là điều khiến Grimmer thức trắng đêm. Trong trận chiến cuối cùng, Grimmer không cho phép The Magnificent Steiner nắm quyền kiểm soát khi cảm xúc của bản thân đang dâng trào. Và Grimmer đã chiến thắng một cách công bằng và chính trực, thậm chí còn cho phép mình khóc lần đầu tiên. Dù là giọt nước mắt vui sướng hay tuyệt vọng, Grimmer vẫn tự hào. Và vào thời điểm chính xác này, Franz Bonaparte cuối cùng cũng bị đè bẹp bởi sức nặng của trách nhiệm, việc giải trình và sự ghê tởm của bản thân. Về cơ bản, sự lạc lối về mặt cảm xúc sau khi mất đi vợ và con của mình đã khiến Grimmer luôn sống trong dằn vặt và gặm nhấm nỗi đau thương. Khi so sánh cảm xúc mất đi như những lá thư gửi đến muộn như một sự giải tỏa cuối cùng, bởi Grimmer đã đợi cảm xúc của mình về đúng chỗ. Tâm trí yếu đuối biết bao khi muốn quên, có thể ông chưa quên. Có lẽ ông chỉ đang nói dối, đó là lời nói dối ông nói với mọi người xung quanh, hay có lẽ là lời nói dối ông nói với chính mình. Tất nhiên, một câu trích dẫn nặng nề và có xu hướng thao túng tâm lý thì nó hẳn phải đến từ Johan. Johan cũng là một người theo chủ nghĩa hư vô, nhưng có một phần trong cậu ấy, cụ thể là những năm thơ ấu của mình, Johan luôn tranh giành cảm xúc chân thực, hoặc ít nhất là thoát khỏi một thế giới luôn cố gắng thử nghiệm hoặc hạn chế cậu và em gái Anna của mình. Cuộc đấu tranh để xác định đâu là thật và giả thể hiện trong những năm trưởng thành của Johan như một cuộc đấu tranh để xác định đâu là con người đạo đức chân chính. Cho dù đó là sản phẩm thực sự của bản thân hay sản phẩm phụ của định kiến xã hội, điều này đặc biệt đáng lo ngại trong thời gian căng thẳng tột độ.
khi tâm trí sẽ cố gắng viết lại những ký ức và thậm chí là toàn bộ ký ức của một người để có một thế giới quan dễ nhìn hơn. Hận thù sinh ra khi con người tụ tập lại. Tranh giận trên đến từ Johan, cậu ấy đang nói về cách mình bắt đầu một cuộc nổi dậy của trẻ em trong trại trẻ mồ côi hay là trại thí nghiệm phát xít cũ Kinderheim 511, nơi Đức Quốc xã đã cố gắng biến những đứa trẻ thành những con quái vật vô cảm. Hận thù chỉ có thể được sinh ra do sự tồn tại của người khác cũng như sự căng thẳng và định kiến mà họ mang lại. Từ đó, tất cả những gì cần là một chút động lực, một cú hích để khiến chính hận thù bùng lên, và Johan chính là người đã đổ dầu vào đám lửa ấy. Ngay cả với trẻ em, không một ai có thể thoát khỏi định kiến và không ai an toàn trước sự thù hận. Thậm chí, câu nói của Johan còn đúng trong nhiều trường hợp thực tế. Mọi cảm xúc yêu ghét có lẽ đều sinh ra khi con người gần nhau. Trên đây là những trích dẫn mà chúng tôi đã tập hợp được từ anime Monster. Và tất nhiên, trong bộ phim kinh điển này còn có rất rất nhiều những lời thoại vô cùng hay và sâu sắc khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nhường lại cho các cậu ở phần này. Nếu các cậu còn biết hoặc tâm đắc những câu nói hay nào đến từ Monster, hãy comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì wait, we're out.